Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Bây giờ là 7:23, trời đang mưa to luôn. Nè. Mưa to luôn, cũng không định quay video này đâu. Mình đi chở khách nha anh em, mình có một kèo xe chở khách đi nhậu buổi tối. Ok anh em, giống như những video khác chạy xe dịch vụ. Ha, chạy xe dịch vụ con trên con Kia K3 Premium. Thì sẵn tiện cũng quay một cái video về chiếc xe này chia sẻ với mọi người luôn. Chạy được gần 40.000 cây rồi, chạy được 1 năm trời rồi. Nói chung là sau 1 năm trời thì chạy xe thì cũng có cái nhiều cái, cũng có nhiều cái để mà đánh giá em nó. Nhưng mà nôm na có một cái gọi là mình cần phải đánh giá, đó chính là thôi được rồi. Đi ra để chú đi. Được rồi, đi ra chú đi. Bye. Ừ, cháu mình đứng ngay xe luôn, ghê quá. Rồi ok, mình có một kèo xe vào buổi tối, cũng giống như là chia sẻ với mọi người về chiếc xe này của mình. Chạy được 1 năm rồi. Kéo cửa sổ chờ ra cho thoáng. Chạy được 1 năm rồi nha anh em nha. Xe này chạy được 1 năm rồi. Hôm nay là sau 1 năm đi thì cũng chả có cái gì phàn nàn về chiếc xe này cả. Chạy cũng khá là nhiều chuyến tour đi chở khách, rồi nhiều chuyến tour đi chạy xe dịch vụ, rồi chạy đi chơi, nói chung là trải nghiệm mọi thứ trên đời đều đủ hết rồi. Đi đường đèo dốc, đi Đà Lạt, đi đường đèo dốc cũng chia sẻ cho anh em khá là nhiều video rồi. Chạy được 1 năm rồi thì nôm na là đến bây giờ là hiện tại đến giờ cũng rất là hài lòng về chiếc xe này. Có một cái số điều về chiếc xe này giống như là cái ghế nè, nó bị nhão rồi anh em ơi, nó bị xẹp rồi, nhão rồi nha. Rồi còn cái gì nữa ta, còn gì nữa. Còn từ bạn mọi người chờ để mình lấy cái bản đồ ra chỗ nhà khách đó. Rồi ok đây. Còn một cái vấn đề nữa là xe thì có người khen có người chê, nói chung xe nào cũng có một mặt, cũng có mặt lợi, cũng có mặt tốt, cũng có mặt ưu điểm, cũng có mặt khuyết điểm. Nhưng mà chung quy thì đối với mình thì hiện tại chiếc xe này nó cũng đang là phục vụ mình khá là tốt sau 1 năm trời đi ha. Có một kèo xe vào buổi tối chở khách đi nhậu, sẵn tiện là làm cái video đánh giá xe này chơi cho vui luôn. Không có vấn đề gì cả nha anh em nha. 1 năm trời thì bảo dưỡng bảo hành cũng khá là tốt, cũng không có chê trách gì, và bảo dưỡng khá là rẻ đó. Chạy 2.0 của hao xăng không thì nói khá là nhiều rồi, hao chứ, nhưng mà hao một phần nào đó thôi, không có đến nói mà hao ăn xăng quá đâu, nó cũng ở cái mức gọi là tạm chấp nhận được. Trung bình đường hỗn hợp thì khoảng tầm từ 6.5 tới 7.5 lít trên 100 cây đó, dao động tầm đó thôi anh em ha. Có nhiều anh em kêu là K3 làm lạnh lâu, thì mình hiện tại thì mình cũng không có biết có làm lạnh lâu không, chứ mình đang bật 22 độ là khá là lạnh nè. Rồi còn làm lạnh lâu thì mình nghĩ là có nhiều anh em bình luận là xe có làm lạnh lâu không. Mình nói chung là tùy mọi người thôi, mình cảm giác là xe này làm lạnh khá là ok, làm lạnh nhanh á. Còn gì nữa ta, cũng chả có gì cả đâu. Chủ yếu là quay một cái video chạy xe dịch vụ buổi tối, lái xe chiêu chiêu nè, thích lái xe vào trời này nè, quay luôn. Chủ yếu là quay lái xe cho mọi người. Trời mưa lái xe khá là chiêu ha. Nó nổi bật được mấy cái chi tiết trong nội thất lên nè, cho những anh em nào đang tham khảo dòng Kia K3 có thể xem cái góc lái của mình vào buổi tối nó sẽ như thế này nè ha. Mình tháo luôn cả cái bọc vô lăng ra rồi, cầm khỏi gần bọc vô lăng luôn, cầm vậy cho nó sướng nè. Cầm chần chần vậy cho nó đã, cho nó ôm cái tay cho nó sướng. Trời mưa lái xe chill anh em, khá là chill nha. Đó. Mưa rơi. Chạy 1 năm rồi nha anh em. Chạy xe này là đúng chính thức là 1 năm, chạy được gần 40.000 cây rồi. Cũng thực sự để mà nói là xe Hàn với xe Nhật, xe nào ngon hơn, xe nào tốt hơn thì mình nghĩ là có nhiều anh em sẽ bình luận tại sao anh không mua Civic, anh không mua Mazda 3, rồi sao anh không mua Elantra. Quan trọng là mình thích anh em ạ. Quan trọng là mình thích cái xe Kia K3 này, đơn giản thôi. Thích thì mua. Bây giờ anh em bớt lên trên mạng, bớt xem mấy cái review lại đi. Đã có sở thích chiếc xe nào thì mình dứt chiếc xe đó. Còn về có nhiều anh em có quan niệm là xe Nhật xe về nên xe Hàn thì cái đó là quan niệm xưa rồi. Hiện tại bây giờ thì
xe nào cũng bền hết đó, quan trọng là anh em chăm sóc bảo dưỡng nó như thế nào thôi. Còn xe mà kiểu phá thì xe nào mà chịu nổi, hay nhớ điều đôi bảo hành bảo dưỡng đúng kỳ đúng hạn thì xe nào cũng ổn và ngon hết nhá. Còn nói về xe Hàn chạy sau một năm bảo đảm sẽ bị và hao bị gì đây, bị rung xong rồi bị kêu này kêu kia, mình chạy một năm rồi có kêu gì đâu. Quan trọng là cái kỹ năng anh em chạy, ông nào cứ ba ngủ gà mầm thì thứ gì chịu nổi, phuộc nào chịu nổi, cao su nào chịu nổi, đúng không? Còn chạy bình thường như mình chạy dìu xe chăm xe mình ký xe thì lấy gì mà xe hư hỏng được, hay nhớt bảo dưỡng đầy đủ thì ok. Còn về độ bền của xe thì anh em cứ bị cái tâm lý cứ bị nghe người ta nói là xe Nhật dù gì nó cũng bền hơn, xin lỗi luôn, xe Nhật mà anh em mà chạy không bảo dưỡng đúng kỳ đúng hạn thì có mà bền, nhưng mà cứ thay nhớt đúng kỳ đúng hạn là thì xe nào cũng ok hết nhá. Còn đối với mình là một người dùng và đang chạy chiếc xe này, trong quá trình chạy xe dịch vụ nè, mình chạy xe dịch vụ rồi mình chạy những cái cuốc xe đi chơi đi này đi kia thì mình đã trải nghiệm chiếc xe này tất cả mọi địa hình rồi, về các yếu tố về thông số của xe mọi thứ mình đã trải nghiệm đều ổn hết, không có vấn đề gì mà mình chê cả. Chê thì chỉ có chê là cái ghế thì nó hơi nhão rồi, nó nhão cái cửa này, cửa tài này đóng cảm giác hơi khó ha. Đó. Còn với phân khúc xe mà tầm 700 triệu đổ lại, phân khúc C từ Civic nó có thể là nó cao cấp hơn một chút, nó xịn sò hơn một chút đi, nhiều khi mình nó giá thì nó cao hơn, nhưng mà về mặt cơ bản như Elantra, K3, Mazda 3 này kia thì anh em thích chiếc nào thì dứt chiếc đó. Chứ còn phân khúc 700 triệu phân khúc xe mà sedan thì xin lỗi anh em, nhưng muốn cảm giác ngon, muốn cảm giác lái sướng và xịn thì chỉ có mua Audi, Mét, BM thì mới đáp ứng được thôi. Còn cỡ với khúc xe bình dân bình thường thì thôi, xe nào cũng ok, xe nào cũng có cái mặt điểm mạnh, xe nào cũng có cái điểm yếu, xe nào cũng có cái ưu điểm, cái nhược điểm hết á. Giờ mình nói ra thì nó vô biên vô vàn lắm. Còn anh em nào thích xe Nhật thì đi xe Nhật, anh em thích nào đi xe Hàn thì đi xe Hàn. Còn mình thì mình là khi mình mua chiếc xe này là mình thích cái hình, cái kiểu mẫu dáng, cái kiểu dáng của nó. Chiếc K3 này nè, mình thích cái kiểu dáng của nó, mình thích cái đồ gọi là thiết kế mới của nó, mình thích cái xe nó kiểu thon thon thể thao, có cửa sổ trời này kia đó, mình thích. Còn có nhiều anh em chê là Mazda 3 là có phanh tay điện tử, có nhiều mấy cái gì phanh tay điện tử đúng không, có kính tự động hai bên ha, hạ kính tự động hai bên rồi này kia, cũng có nhiều bạn cũng khá bình luận khá là nhiều. Rồi thì nói chung là mỗi xe nó có một cái, có mỗi xe nó sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau, nên là mọi người đừng có gọi là sao ta, có đừng có gọi là quan trọng hóa vấn đề, có cái này sẽ bù trừ cái kia, giống như Mazda 3 làm gì có làm mát ghế như mình, đúng không? Mặc dù xe của mình là Kia K3 nó có phanh tay cơ, nhưng mà mình thấy phanh tay cơ này cũng hợp lý mà, xe thể thao sport có phanh tay cơ kéo rẹt rẹt vui mà. Là sang chế độ sport này anh em, đó đáp đó cũng ok, cũng ổn mà đúng không, đâu có đến nói. Nói chung là mình thích chiếc này, xe nào mình yêu chiếc xe nào thì mình dứt xe đó thôi, chứ có phân khúc xe mà tầm 700 triệu đừng có đòi hỏi nhiều quá nha anh em nào mà 700 triệu mà muốn xe xịn thì mà đầy đủ option mà lái sướng chạy phê thì xin lỗi không có đâu nha. Còn về cảm giác lái đi, về cái lái thì nói chung là nôm na thế này, phải công nhận là thằng Mazda, thằng xe Nhật nó vẫn cảm giác lái sướng hơn nhá, cảm giác sướng hơn. Nhưng bây giờ mình đang nói về cùng phân khúc đi, thằng kia Mazda 3 bảo đảm nó không có bốc bằng Kia K3, không bốc bằng, bảo đảm có chấm 5 mà Mazda 3 có chấm 5 mà Kia K3 này một từ 1.6 ấy là 2 chấm, thì mình lấy một mình đi 1.6 thôi là đi lên cao tốc đạp bánh cảm giác vọt hơn chiếc Mazda 3 luôn. Mazda 3 đi vô mấy cái đường cao tốc mà anh em chạy tầm ví dụ như đi bình thường này nè, chạy tầm 4-50 thì anh em cảm giác lái sướng lắm, nhưng mà anh em thử chạy tốc độ cao đi, bảo đảm nó yếu lắm, cái tua máy nó cao, nó rú rú gì anh em ạ. Còn thằng Kia thì mình cảm giác là nó vọt hơn rồi, ok đó vậy thôi. Anh em nào có cái nào bình luận khen chê xe của mình thì cứ bay vô bình luận nha, mình này xe của mình thì mình đánh giá vậy thôi, một năm trời phục vụ mình chạy xe dịch vụ, chạy dịch vụ rồi chạy đi chơi rồi chạy phục vụ gia đình thì mình nghĩ gì đấy ông này gì đấy? Thì mình nghĩ là chiếc Mazda 3 Kia K3 này đối với mình là vậy là số 1. Còn Mazda 3 thì anh em nào thích thì cũng là số 1, anh em nào thích Elantra thì người đó cũng là số 1.
quan trọng là có tiền mua một chiếc xe mà chạy đi mới là số 1. Còn không còn chưa trải nghiệm nhiều mà lên nói lên tha lên thiên thì nhức đầu lắm. Ok anh em. Rồi. Quẹo sang đây chuẩn bị đi chở khách nha. Có mình có mình cái việc khách này mình chở cũng là một thằng em, đây là mình đang chở một người, còn thằng em mình chở ở đây là cũng là một thằng em sao ta? Chạy xe dịch vụ mà không phải chạy xe dịch vụ, xin lỗi, chạy chiếc Mazda 3. Cũng là chạy chiếc Mazda 3 cũng đang búp xe mình đi nè. Đó, mình hôm bữa mình có chạy tài cho chiếc Mazda 3 rồi mình có quay cho anh em nói quá trời, anh em chê Kia K3 xong rồi có nhiều anh em cũng không thích Mazda 3. Nói chung là mỗi xe nó có một cái điểm mạnh riêng nên là anh em cứ đừng có gọi là khắt khe quá nhá. Xe nào nó cũng có một cái điểm mạnh, cái lợi thế riêng. Mỗi người sẽ có một cái thẩm mỹ riêng nên là anh em lựa chọn xe thì theo sở thích của mình, theo cái quan điểm của mình, chứ đừng có xem ba cái ông review trên mạng đánh giá tầm bậy tầm bạ rồi nhiều khi người ta đánh giá người ta theo sở thích của người ta không à. Anh em có cùng anh em mua xe, có cùng anh em đi mua xe, anh em lại mua xe theo sở thích của người ta. Mình đi mua xe mình theo sở thích của mình chứ ai đâu đi mua xe theo sở thích người ta, đúng không? Mình là đi mua xe là mình không có review, mình chỉ có xem sơ sơ cái thông số xe thôi là mình lộn, chứ mình không có lên xem là đánh giá xe nào tốt hơn xe nào không tốt, mình chả bao giờ xem mấy cái đó. Mình thấy là mình thích là mình dứt rồi. Ok anh em, rồi bây giờ ra rước khách nhá. Để mình ra đây có một thằng em ở đây mình rước, còn có một vụ kèo xe dịch vụ buổi tối. Nói chung là một năm chờ rồi chạy chiếc xe này cũng không có gì để mình chê cả đâu nha anh em nhá. Đối với mình là quá là ổn rồi đó, mình cũng chả có gì chê cả, đối với mình là như vậy quá ok rồi anh em ơi. Tình trạng xe hiện tại giờ vẫn hoạt động tốt, vẫn chạy vẫn êm ru nhá, thay nhớt bảo dưỡng đầy đủ. Mình là kỹ mấy cái vấn đề này lắm nên là mình vẫn tự tin xe mình vẫn hoạt động trong vòng 3-4 năm chờ tới vẫn số 1, vẫn ngon. Để bạn anh em cứ yên tâm đi, để mình sẽ cập nhật chiếc xe mình liên tục cho anh em xem. Những anh em nào đã xem mình từ hồi lâu đến giờ rồi cũng biết mình chạy xe như thế nào, rất là cẩn thận và kỹ luôn ha. Rồi tới nhà khách nào ta. Đây. Ok. Rồi ok. Ở nhà khách rồi anh em ơi. Thôi từ từ để mình lên mình quay đầu đây. Lên mượn sân nhà người ta quay đầu. Đó, vẫn mượt lắm nha anh em. À mà quên mất cái vô lăng nó hơi nặng nha. Cái vô lăng nó hơi nặng anh em ạ, vô lăng nó hơi nặng. Có nhiều anh em sẽ không thích cái vô lăng của Kia K3, nó hơi nặng ha. Đó, nó hơi nặng. Ok. Rồi. Tới nhà khách, chuẩn bị chở khách đi thôi anh em. Ok, đây thằng em mình đây. Rồi. Đấy. Đấy, để mình chở khách. Rồi, hello. Chào hả? Sao giờ này nhiều kèo quá ha? Thì nãy thấy nãy thằng ấy nó còn trên bằng Đức, vẫn còn quán mà đúng không? Nó vẫn đang còn trên, nó bán sao? Sao mà kêu đi nhậu mà sao giờ chưa đi? Chắc ráng bào thêm phát nữa rồi. Nay nhậu ở đâu ta? Bên qua ở Tương Ray tí á. Giờ ra sang đi ghé ngang rước luôn chẳng ba. Nó tí nó phải chạy ra nhà vợ nữa. Quá. Ra cất xe ở đấy, chắc ra đấy đợi nó xíu. Giờ đi ngang hú cái. Vâng. Còn không thì thôi, chạy luôn. Kêu lên chợ đi luôn. Nó nãy em hỏi nó rồi. Nó bảo là chạy ra nhà vợ trước đi. Thế là nó kêu vậy. Ok. Hành trình chở khách đi ăn nhậu mà mưa quá anh em ơi. Mưa to này. Mờ ha. Nè, mù đường luôn nè. Mờ chả thấy gì luôn. Sao tự nhiên làm cơn to chứ ta? Có đây đi giờ đang ra chỗ rất là wow.
wow wow wow. Tao đi taxi đi lấy nước hả? Mưa to. Tao đi xe kia gần nhà đấy. Năm sĩ. Hai bao. Đi tới nhà vợ nước rồi. Ừ, em đợi Đức nè. Không phải sớm mà. Ồ. Tao biết đâu không nói. Anh. Không nói biết đâu, tao nghe ai nói gì đâu. Để xíu nữa, Đức ra tao gọi để coi. Cách. Cách. Ok, cách. Ok. khách của mình anh em mà quan trọng là thích đi xe máy hả? Đó từ từ đi kia mới quay thấy mà trời xe trong đi xe máy thuê xe trong đi xe máy nhầm mưa chơi vậy đó. Đầu đầu anh ơi. À, trên này đỡ nè, nay hơi mưa hơi to, mưa quá. Chủ xe có xe hơi nè, đó, chủ xe có xe hơi nhưng mà vẫn thích đi xe máy nha em. Mazda 3 nè, đó Mazda 3. Ok, giờ ngồi chờ khách nè, chuẩn bị rước khách nữa nè. Ây da. Mưa quá. Thấy phải không? 60k 24855 là 60k 24822. Hai thằng bốc, ví dụ như bốc trước rồi bốc sau. Mazda 3. Mazda 3. Đang ngồi đây chờ khách nha anh em. 19:40 đóng cà phê này. Khách là đậu bên kia ha, mình đậu xe bên đây. Trời mưa quá mưa nè. Đây đi cà phê ha. Đây đậu xe ngay đây. Ở đây là đang là sông Ray. Ở đây là đường 328 sông Ray nha anh em. Cái này là thuộc địa phận sông Ray rồi. À đâu? Ở gần Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Chỗ này là chỗ nào nhờ? DT 328 Xuân Đông, Cẩm Mỹ. À này vẫn là Xuân Đông, Cẩm Mỹ. Ngã tư sông Ray. Khách đang nhậu bên kia ha. Mình đậu xe ở đây nè. Đó, làm ly cà phê. Mưa quá mưa rồi nè. Chúng mày có quán cà phê không? Đó là cái khúc này là những anh em nào mà đã chạy xe dịch vụ quá sẽ biết ha. Dạ, thả khách xong rồi kiếm một cái quán nào đó uống cà phê, kiếm một cái chỗ quán nào đó có chỗ nằm nghỉ ngơi ha. Đó thì thôi xe này chắc là mai phải đi rửa rồi này. Nãy đi mưa to lắm đó, mưa rất là to luôn ha. Giờ là cứ nằm đây chờ ha, nằm đây chờ khi nào mà khách nhậu xong rồi cho mình ra rước rồi về đó vậy thôi. 8:00 tối rồi nên mẹ chắc nhiều khi 9:00 tối 10:00 tối mới xong. 9:00 tối mới xong. Hello anh em, hiện tại khách đã gọi mình trở về rồi anh em ơi. Đây mình sẽ định vị về nhà khách. Ok,
Vậy thôi đó kìa. Cái xe đằng trước kìa. Mình đậu xe kế bên đây mà. Cảm ơn em ơi. Ok, thôi cảm mình đấy, giờ mình sụt xịt mũi hơi nhiều nhá. Đó, xin thông cảm cho mình. Để mình phát cái file xong rồi mình mở nhạc ở YouTube đồ tí nữa cho mấy anh em mới nhậu xong tí nữa khả năng là không quay lúc trước đâu, tại vì mấy anh em đây trẻ chửi tục hơi nhiều nên là mình không có quay nhiều nhá. Ok anh em, rồi let's go về thôi, để ra rước đó. Ok rồi, let's go. Bừa quá. Đây. Tới rồi này. Đó. Ok. Đây có xe đang đậu chở khách này. Đây có xe sau đang tới nữa này. Đó. Có xe này đang chạy tới nữa này. Đó. Ok. Anh em hôm nay nhậu á, chở khách đi nhậu bây giờ 9 giờ tối rồi. Thôi, tranh thủ về đã anh em ha. Đó, hôm nay có một kèo xe vào buổi tối. Ê, sao không để anh chạy tới khúc kia đỡ gắt. Nó nói nhiều quá. Rồi, vậy thôi. Mới sao mẹ. Cứ đừng nói có hộp quẹt trong xe không anh? Hả? Có hộp quẹt trong xe không? Hộp quẹt hả? Ừ. Không, anh không có thuốc, sao vậy? Trong xe có quẹt chứ không có quẹt hả? Không có. Ôi sợ thấy mẹ rồi. Sao vậy? Thuốc gì mà. Có thuốc hả? Ừ. Ôi xe đừng có thuốc. Thuốc là cái gì? Hello anh em. Mình mới chở khách về rồi. Bây giờ là mình đang mượn cái chỗ này mình quay đầu nè. Đấy, mượn chỗ nhà người ta quay đầu. Ok. Định là bật đèn lên cho sáng sáng mà thôi. Lái xe buổi tối dậy cho chiêu chiêu. Rồi ok anh em. Một kèo xe buổi tối đã xong. Cố tình quay video vào buổi tối nè anh em. Anh em biết sao, quay lâu lâu buổi tối trời mưa lái xe kiểu chiêu chiêu cũng giống như là như đầu video mình có nói là chiếc xe của mình sau 1 năm chạy khá là ổn định luôn ha. Cũng đánh giá sơ sơ chiếc xe cho mọi người, những anh em nào đang đam mê đang muốn sở hữu một chiếc Mazda, một chiếc Kia K3 để mà chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ. Đối với mình thì mình đang sử dụng và đang chạy trên chiếc xe Kia K3 này thì mình cũng là một trong những người chạy xe, mua xe để mà phục vụ quá trình công việc. Nên là chạy tới bây giờ là được 1 năm, đúng tròn 1 năm rồi. Tháng 9 này là đúng tròn 1 năm luôn. Đây đâm ra là hơn 1 năm rồi, hơn 1 năm cả tháng rồi. Mua hồi tháng 8 và tháng 9 rồi. Thì mua hồi theo đó được giảm thuế trước bạ. Số VIN xe này là sản xuất 2022, đăng ký 2023, bản 2.0, thời điểm mình mua được giảm thuế trước bạ luôn. Là được thời điểm mình mua chiếc này là 680 triệu nhá. Đã bao gồm giảm thuế trước bạ.
và mua xe đời mua xe đời 2022 á, sản xuất 2022 thì nó được giảm thêm chút nữa nên là giá khá là tốt. Nên bây giờ sau này những anh em nào mua 2024 nè, rồi đặc biệt tháng 9, tháng 10 nè, nó đang có cái chương trình giảm thuế trước bạ 50%. Nhiều khi anh em mua còn có 600 mấy chục triệu một chiếc xe rồi. Mình nghĩ là khá là ok. Nên là anh em nào mà đam mê xe, đam mê dòng Kia K3 này thì để tham khảo và mua. Mình là một trong những người đang sử dụng và chạy, mình cũng không có thần thánh hóa về chiếc xe này quá đâu. Hiện tại giờ chiếc xe này nó phục vụ mình cái công việc khá là ok, phục vụ cho mình trong quá trình mình chạy xe, dịch vụ này, quá trình mình chở gia đình, chạy phục vụ gia đình nè. Xong rồi mình di chuyển trên chiếc xe này hiện tại giờ cả năm rồi, chạy 40.000 cây rồi nhưng vẫn chưa có lỗi gì hết. Mức tiêu hao nhiên liệu thì nó ở cái tầm từ 6,5 cho tới 7,5 lít trên 100 cây thôi. Nó sẽ tiêu hao hơn 1 lít so với những bản 1.6, mình là bản 2.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ hơn khoảng lít vậy thôi. Thì dù như là 1.6 thì rơi khoảng tầm 6,5 lít, thì xe này rơi khoảng 7,5 lít. Nhưng mà mình chạy bữa giờ thì rơi khoảng từ chạy mà đường trường bình thường thì rơi khoảng tầm từ 6,5 tới 7 lít thôi, còn đường cao tốc thì xuống 6 lít. Nhưng mà đi vô đường kẹt đường hay mà đi đường thành phố này kia nhiều khi nó lên 7 lít mấy, có thể lâu lâu lên 8 lít luôn. Nhưng mà không, nó không có đến nỗi mà tiêu hao mà gọi là như anh em nói là quá hao đâu. Mình nghĩ là mình mua 2 chấm mà chở full tải, chạy nó lướt nó vẫn cảm giác nó mạnh, nó bốc thì mức tiêu hao nhiên liệu nó vẫn ổn hơn. Thôi nói chung là nói đi nói lại thì cái vụ tiêu hao nhiên liệu thì không nói nữa nha. Thì 2 chấm coi như bản 2 chấm của mình là gọi như là sẽ tiêu hao hơn 1.6. Vậy đi. Nói vậy cho nó vuông. Còn cảm giác lái nè, đang lái xe vào buổi tối trời mưa chiêu nè, cung đường khá là cua nè anh em, chạy cảm vẫn ok. Nó chỉ có một cái gọi là cái đánh lái vô lăng thì nó hơi nặng thôi, chứ còn tất cả mọi thứ đều ổn nhá. Kiểu vô lăng đánh lái hơi nặng, mình bảo đảm đánh lái hơi nặng, tất cả mọi thứ còn đâu, tất cả mọi thứ đều ok. Còn những anh em nào mà đã đam mê, đang có cái dự tính mua một chiếc xe để mà chạy phục vụ gia đình, dịch vụ công việc, một chiếc xe để chạy xe dịch vụ, thì mình nghĩ Kia một Kia K3 là một sự lựa chọn hợp lý vậy thôi. Rồi ok, đây mình đang chạy đây, đường quê của mình nè. Mình đang lái xe vào buổi tối, nhiều anh em thích mình lái xe vào buổi tối, lái xe có vẻ buổi tối có vẻ hơi chill ha, có vẻ chill nè, chạy khá là sướng, chill anh em ạ. Lái xe vào buổi tối trời mưa chill ghê. Có một vô tình cũng có một kèo xe dịch vụ buổi tối, cũng sẵn tiện đánh giá với anh em chiếc xe mình trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm như vậy thôi, cũng chạy cũng có chạy xước các kiểu rồi, nói chung là cũng có chạy xước cũng có rồi, chạy mâm có rồi, móp thì cũng nhẹ nhẹ rồi, nói chung là chạy xe pha chạm nhẹ nhẹ cũng có hết rồi. Đi đường đi các cung đường mà địa hình cao đồi dốc các kiểu cũng đi hết rồi. Nói chung là đánh giá về cơ bản thì đối với mình chiếc Kia K3 mình đang chạy đây thì quá là ổn. Còn về những anh em nào có sở thích về chiếc Kia K3 hoặc Mazda 3 hoặc là Elantra thì mỗi người một sở thích, mỗi người một cái thẩm mỹ, mỗi người có một cái góc nhìn về chiếc xe đó, thì mọi người thấy ngon thì nó sẽ ngon, còn thấy dở thì nó sẽ dở. Mình thì mình thấy mình đang chạy chiếc Kia K3 thì mình cảm giác thấy ngon, nhưng mà ngon thì ngon chứ mình vẫn thèm chiếc Civic lắm nha, mình vẫn mê chiếc Civic lắm thật sự luôn. Còn về cảm giác lái của xe Nhật thì mình vẫn theo mình vẫn xe Nhật vẫn có cái gì cảm giác lái vẫn ổn hơn. Còn muốn lái cảm giác lái xịn hơn, ngon hơn thì đi xe sang, xe Đức, Mét, BMW. Còn về những dòng xe cơ bản phổ thông dưới 700 triệu, những phân khúc hạng C như Civic, Elantra, Mazda 3, Kia K3, về những cái phân khúc này thì mình nghĩ là dạy như vậy thôi là ok rồi, là ổn rồi. Đó, đèn hơi tối nha, đèn Kia K3 hơi tối đó, có một cái chê nữa, đèn hơi tối nè anh em à, đó, đèn hơi tối rồi, còn mọi thứ còn lại thì đối với mình là ok nè anh em à, đèn hơi tối nha, đó, đèn hơi tối vậy thôi. Còn anh em nào có câu hỏi về chiếc xe này thì mình sẽ trả lời. Đối với mình là một năm chạy chiếc xe này là đối với mình như vậy là mình đã có hài lòng rồi nha anh em ha. Cũng đường quê của mình ở đây thì nhà thì cũng ít lắm,
không có nhà mấy nên là đường may mà sao cái đây đường đường nhựa này có đèn đèn đuốc nên nó thoải mái nó sướng nè. Hồi xưa cái đường chỗ mình này không có đèn luôn, đèn là đường đất không à, rất là ghê đó. Đường chỗ mình thì cua hơi nhiều ha. Đó, anh em thấy chưa, nhưng mà công nhận vào lái xe vào buổi tối chiêu thiệt anh em, lái xe vào buổi tối chiêu á, đã này đã. Rồi mấy giờ rồi, 10:22 rồi à, sắp tới là đi bảo dưỡng xe mốc 41.000 cây để mình sẽ quay cho anh em xem cái mốc bảo dưỡng xe 41.000 cây nó sẽ bao nhiêu tiền ha. Mình thường thường hay cập nhật cái bảng gì bảng báo giá của chiếc xe này nên là mình sẽ luôn cập nhật báo giá cho anh em xem, cho anh em xem chiếc Kia K3 này bảo dưỡng hàng tháng bao nhiêu tiền đó, bảo dưỡng các mục mà mình chạy là bao nhiêu tiền. Chứ có cho anh em nào đang có tham khảo về xe này có mức bảo dưỡng nó có ổn không. Rồi còn cái vụ xe Nhật với xe Hàn thì không có nói nhiều nữa nhá, xe nào cũng như xe nào thôi, cũng cũng có điểm mạnh cũng có điểm không ưu nhược điểm riêng nên là mình đã nói từ đầu khúc đầu video mình đã nói rồi. Mà bây giờ mình đang lái xe nè, buổi tối nè, khá là chill nè, quay nãy thì bấm máy quay là coi như không có quay những cái video của này đâu, mình chỉ có quay quay đăng TikTok cho thôi, nhưng mà thôi lỡ rồi cũng không làm thành một cái video đăng YouTube cho anh em luôn. Lái xe vào buổi tối trời mưa trên con Kia K3 ha, nói chung sướng này nè, khá là chill đó, mở một bài nhạc nữa là chill 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 chill, lái xe trời mưa đúng đá luôn. Anh em thấy không, không biết máy quay của mình thì sẽ không quay rõ được cái logo đâu, khi nào mình bật đèn mới rõ đây đó. Rồi giờ rõ chưa, giờ khúc này gọi là rõ, cái nhìn thấy cái logo rõ hơn rồi đúng không. Nãy giờ mình không có tắt, mình là muốn mình gọi lúc nãy giờ mình không có bật đèn, mình tắt cái đèn này đi để cho anh em nhìn thấy được cái chi tiết trong nội thất của chiếc xe, cho nó nổi lên cái màu của đây đó, nó nổi lên những cái chi tiết của số phím này, phím chức năng này, nó màu đỏ này nè. Đó, quay vậy thôi cho mọi người xem. Mình không có độ cái ba cái đèn mà cái đèn viền, đèn cử, đèn viền đâu, nó chóng mặt lắm. Định đi độ cái đèn led mà led kiểu giống như ba cái đèn viền nữa em. Viền cửa này, viền này thì kia, đèn nội thất á. Định độ nhưng mà mình nghĩ lại thôi, mình nghĩ là thôi để zin vậy đi. Để tối vậy đi chứ nhiều khi chở người ta nhìn vô người ta chóng mặt nữa. Sắp về tới nhà rồi đây. Nói chung là cũng đã kết thúc một buổi chạy xe cũng khá thành công. Những vị khách thanh niên, nói chung là nãy chị lên xe chị tục nhiều quá nên là mình không có quay ha, nhưng mà trong video này cũng vừa kết hợp vừa chạy xe dịch vụ cũng vừa đánh giá sơ bộ về chiếc xe này. Thế thôi, tròn một năm xe đi xe này rồi cũng chả có gì chê cả nhá anh em ha, nhất trí quan điểm vậy thôi. Rồi đã về tới nhà. Ok, đó về tới nhà. Đó. Rồi. Đó, anh em có nhiều anh em không thích cái tiếng kêu của phân tay cơ ha. Mình thích kéo rẹt 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 vậy đó. Mưa nè. Xe. Một năm rồi đó, đi một năm rồi. Vẫn còn ngon lắm. À, nhà mình ngủ hết trơn rồi. Wow, một năm trên Kia Konica K3, ui xa, vấn đỉnh lắm anh em ơi. Nói gì thì nói chứ vấn đỉnh nha. Bây giờ mình sẽ về mình để mấy cái tấm thảm ra để anh em phơi cho nó khô, Với lại nãy giờ mấy anh em trên xe có uống bia rượu đó, cái mùi bia rượu nó đang ở trên xe nè. Mai mình có kèo chở khách đâm ra là nó sẽ hơi hôi. Nên là mình sẽ mở cửa hết ra luôn. Mình sẽ mở cửa hết ra tí nữa mình còn bưa cầm cái thảm ra, tại vì trời mưa mấy anh em lấy bước trên xe nó hơi ướt. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhá. Một video chạy xe vào buổi tối chạy dịch vụ, đánh giá chiếc xe này sau một năm chạy nói chung là khá là ổn. Bây giờ là 22:26, 10:30 tối rồi. Nói chung số 1, đối với mình là chiếc xe này số 1. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nhá.
hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Nè, bên mít nè, cái đèn bên đây nó hơi vàng này, mốt bảo hành luôn nè. Nó bắt đầu vàng nè, nó ố vàng rồi, mốt đi bảo hành luôn. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nha. Ok anh em.